Chứng khoán ngày 22 tháng 3, cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng, VN Index tăng hơn 5 điểm. Thị trường chứng khoán trong nước hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng rất tốt với thanh khoản được giữ ở mức cao, dù thị trường có lúc hạ nhiệt rồi rằng co liên tục nhưng luôn giữ được sắc xanh. Đóng cửa giao dịch, VN Index tăng 5,38 điểm, tương đương 0,42% lên 1.281,8 điểm. Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy ba cổ phiếu ngân hàng quốc doanh là VCB tăng 1,26%, BID tăng 2,26% và CTG tăng 2,29% tác động tích cực nhất tới chỉ số VN-Index. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán, sản xuất giao dịch tương đối tích cực, nhóm bất động sản, ngành năng lượng và hàng không phân hóa diễn biến ảm đạm. Thanh khoản tiếp tục có sự cải thiện trong phiên hôm nay khi có đến hơn 1,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn đạt mức hơn 34.000 tỷ đồng toàn sàn HOSE có 248 mã tăng giá, 231 mã giảm giá và 77 mã đứng giá tham chiếu.